Mấy người con là anh chị? Dạ, hai đứa gái. Đứa đầu 1990, đứa sau là 2005. Ồ, chị cũng là mối tình đầu của anh. Dạ. Anh cũng là mối tình đầu của chị luôn. Nó kéo dài cả chục năm luôn đó. Cái buổi đám cưới thật là hạnh phúc đúng không anh? Dạ, vui lắm Quyền Linh ơi. Phá nó, mình là vua phá nó. Ở trên phường 16 mà lúc đó sớm mới là chuyên môn làm pháo hậu mà. Làm cho tử đã đời ông địa. À, lấy được vợ là nó đã lắm rồi, nó đã đời ông địa, nó còn hơn trăm năm nữa. Rồi, rồi đêm đồng phòng nó có đã đời ông địa không? Đã đời ông địa luôn anh trời. Không có cái niệm nữa. Vừa ra lấy niệm ra xong đây, không có gói. Ngon quá, không có đem gì ra. Đêm nó đã đời ông địa không chị? Đã đời ông địa nên tới bây giờ luôn. Ông ở đâu cũng bưng bỏ theo hết á. Kỹ thuật số nó tới đó, nó lẹ lắm. Thí dụ như giờ mình vô quán uống, mình vừa ngồi xuống thôi cái nói con lấy cho ba cái ly nước là cái cho nó 50 phải đi chỗ khác. Chứ anh em dễ rơi vô cạm bẫy lắm ha. Ê, ta đi hát với nhau nè, có em rồi nha, chở vợ con đi luôn. Anh phải yêu chị lắm mới